Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ chư quyến thuộc gần xa kính mến. Bây giờ là sáng ngày thứ bảy, sáng cuối tuần, ngày 30 tháng 11 năm 2019. Chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trao truyền chia sẻ cho nhau về bộ kinh Thắng Mang Sư Tử Hống. Hôm nay chúng ta đi qua một cái chương mới, chương thứ 8, đó là chương Pháp Thân. Chương thứ 7 kỳ rồi chúng ta học đó là chương Như Lai Tạng, bữa nay chương Pháp Thân. Chương thứ 8 là chương Pháp Thân, chương thứ 7 là chương Như Lai Tạng, chương thứ 8 là chương Pháp Thân. Là thật sự ra hai cái chữ này mình nói nó cứ như có vẻ nó khác nhau, nhưng mà thật sự nó không có xa lạ chi. Nó luôn 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 gắn bó gần gũi với nhau. Các Phật tử biết rằng là trong cái kinh tạng Phật giáo Đại Thừa đó, thì chúng ta thường hay thấy rằng trong kinh thường hay có những cái gọi là thuật ngữ Phật học đi liền với kinh tạng từ Đại Thừa, thì thường hay pháp số Phật học hay là danh số Phật học. Cho nên tôi thường hay nhắc nhở là nếu như chúng ta không có chuyên nhất, không có nghiên cứu, không có căn bản, thì đối với kinh tạng Đại Thừa rất là khó khăn để mà giảng nói. Những vị mà chuyên về kinh tạng Nikaya đó thì coi như giỏi về cái mặt kinh tạng Nikaya, là những cái bài pháp nó gần gũi, nó thực tế, Đức Phật giải thích nó coi như là cái chuyện xác thực cái đời thường xảy ra, để rồi Như Lai Thế Tôn lấy đó mà Như Lai dạy cho chư tỳ kheo, chư đệ tử để mà làm cái xác thực để mà tu hành. Còn đối với kinh tạng Đại Thừa thì hiển nhiên nó phải đi ngang cái nền của giáo lý của kinh tạng Nikaya. Gốc nó là nguyên thủy, nó là phải phải lúc nào cũng phải có cái gốc của nó. Nhưng mà cái gốc rồi á thì cũng phải có cái thân, rồi có cái nhánh chồi tược lá, thì cái cây đó nó mới phát triển một cách mạnh mẽ, một cách sừng sững với trần đời. Cũng như các thường thường chúng ta đọc, chúng ta nói là cây bồ đề cao sồ sổ, diềm già che mát khắp cõi tam thiên, hoa u bát nở liền liền rực rỡ thơm tho cùng thế giới. Cây bồ đề nó phải xuất phát từ ban đầu là cái gốc gốc bồ đề, nhưng mà nói theo tinh thần giáo lý căn bản nữa là ban đầu nó phải có cái mầm bồ đề, cái giống bồ đề, rồi nó mới có cái cây bồ đề, và cây bồ đề xuất phát từ mầm giống để thành cái gốc, rồi từ từ nó mới sồ sộ che mát khắp cõi tam thiên. Cái đạo Phật của chúng ta cũng như vậy, lý đương nhiên là bắt nguồn từ cái sự minh chứng của Đức Như Lai Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, một con người thật của lịch sử, bằng bằng xương bằng thịt, một con người sanh ra trần đời cũng như bao nhiêu con người. Nhưng mà con người đó có một cái bộ óc, hay nói khác hơn là có một cái ý thức, ý thức nó cao tột để nhận chân được cái sự thật của cuộc đời, rồi nói cái sự thật đó cho chúng sanh hữu duyên. Tôi dùng cái danh từ là chúng sanh hữu duyên, chứ không phải lời nói của Phật, lời nói của Thích Ca Mâu Ni Phật, lời nói của Thế Tôn ai cũng nghe hết đâu. Ngay cái thời Đức Phật còn tại thế, không phải lời Phật nói ai cũng nghe.
thậm chí nó còn chống trả, nó còn công kích, nó còn vu vạ, nó đủ thứ trong đó. Nhưng mà tại sao nó về mặt phước đức trí tuệ thì Như Lai Thế Tôn ta đó, nó đầy đủ cái duyên lành, đầy đủ phước đức trí tuệ hơn chúng ta ngày nay ở chỗ là về tự thân thì Như Lai Thế Tôn xuất thân từ một hoàng tộc. Và các cái đất nước của Như Lai Thế Tôn du hóa thời bấy giờ tại xã hội đó đó là đại đa số rằng là huyết thống bà con không à. Rồi bản thân của Như Lai Thế Tôn trước khi đi tu là một vị hoàng thái tử, là văn võ kim toàn. Rồi coi như ngài là một con người nó có đầy đủ cái cuộc đời, đầy đủ cái may mắn, cái hạnh phúc. Cho nên tới khi mà Như Lai Thế Tôn Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta mà khi còn là thái tử bỏ hoàng cung đi tu, thật sự là ngài cũng có cái may mắn hạnh phúc. Dầu rằng 6 năm ngài rài đây mai đó để học những cái pháp mà của các cái vị luận sư của Bà La Môn. Rồi ngài vốn có bản tánh thông minh, cho nên những cái pháp mà ngài chưa thấy nó chưa phải là cái diệu dụng tuyệt đối, nó chưa phải là cái pháp để mà thoát ly sinh tử, cho nên ngài mới tiếp tục đi tìm chân lý một mình, đi vào tận cái gọi là rừng sâu để tĩnh tọa để tu hành, vân vân. Và cuộc đời như vậy là cuối cùng thành tựu một vị Như Lai Thế Tôn, gọi là bậc thiên nhân sư, là bậc thầy của trời người. Nhưng mà khi ngài đã nhận ra chân lý, ngài thành tựu một bậc thiên nhân sư, một bậc thầy trời người, nhưng mà thật sự đó, ngài không hề tự ngài nói ngài là thầy của trời người, mà do trời người cung kính, trời người ca tụng tán dương. Còn đối với cái nhìn, đối với cái hiểu, đối với cái chân lý của Như Lai Thế Tôn là không phải của Như Lai Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, mà của chung của ba đời mười phương chư Như Lai để lại. Thì nó khác hơn rằng là những cái gì mà Thế Tôn nói ra và chân lý nó luôn luôn nó hằng hữu cho tới ngày nay là của những bậc giác ngộ tỉnh thức. Như vậy thì có nhiều vị hỏi tôi chứ tại sao mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngày xưa, nếu nói đúng theo cái phương diện lịch sử thì Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ 45 năm thuyết pháp độ sanh, mà đâu mà bây giờ kinh tạng bây giờ chở mấy xe, mấy tấn, mấy xà lan không hết vậy. Không. Cuộc đời của Như Lai Thế Tôn, nếu như nói về mặt mà nói về lý thì Như Lai nói là ta không nói lời nào. Nhưng nói về sự thì có lời nào để mà nói? lý thì không nói lời nào, mà sự lời nào để mà nói? Bởi vì tất cả những cái gì mà nói được bằng ngôn ngữ, bằng văn tự thì nó chưa đạt tới cái chữ rốt ráo. Nó chỉ là cái pháp để mà pháp với pháp để mà diệt trừ những cái phiền não nhiễm ô, để cho con người hiển lộ được cái Như Lai pháp thân mà thôi. Vì vậy mà tất cả những cái lời kinh tạng nhiều như vậy là do sau này chư tiền bối lịch đại tổ sư nương cái oai thần của Như Lai Thế Tôn mà tiếp tục mà luận giải, mà nói, mà viết. Còn bây giờ chúng ta không thể minh chứng được tất cả những gì là xuất thân từ cửa miệng, từ cái chót lưỡi của Thích Ca Mâu Ni Phật đâu. Mà chúng ta nên nhớ rằng dầu Phật nói hay không Phật nói, nhưng mà pháp của đạo Phật hay của Phật là phải là chân lý. Nếu không là chân lý thì không phải là pháp của nhà Phật.
cái gì mà nó không không đặt vào vấn đề chân lý, nó không đúng với cái như thật của vũ trụ, của vạn hữu, thì cái đó không phải là pháp của Như Lai Thế Tôn. Các vị nên nhớ điều đó. Bởi vì chúng ta không có học Phật, chúng ta không có thời giờ nghiên cứu, và cũng như chúng ta không có văn tư tu, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng cái lời này mới là lời Phật, lời này là phải có xác thực như thế này, xác thực như thế kia, lời kia không phải là lời Phật. Không có lời nào là lời Phật, mà cũng chẳng phải lời nào chẳng phải lời Phật. Như vậy tôi xin nói trở lại cho đại chúng, nếu nó là lời của Như Lai Thế Tôn, lời của Phật, thì nó phải trong cái chân lý, nó phải là coi như là lẽ thật, sự thật. Không có cái lời nào gọi là huyễn hoặc, gọi là mờ mịt hết, mà phải là sáng trong. Nhưng mà do chúng ta ngày nay, vì cái thời của chúng ta gọi là cái thời gọi là pháp nhược ma cường. Pháp nhược ma cường có nghĩa là cái pháp nó bị nhu nhược, mà cái ma nó đang cường thịnh. Vì vậy cho nên ngày nay chúng ta bị chung cộng nghiệp chung, cho nên chúng ta không nhận ra lẽ thật là do chúng ta. Nếu như chúng ta có học Phật, có tu, thì chúng ta mới có đủ cái khả năng nhận ra lẽ thật. Đâu là pháp chân thật, đâu là pháp đối đãi, đâu là pháp tà mị. Và chúng ta nhận ra làm sao để dung nhiếp ba thời hiện tại, quá khứ, vị lai nó đều như nhau. Thì coi như vậy thì pháp Phật mới là chân lý. Còn giá như chúng ta chỉ có tức thời trong một cái giai đoạn, chúng ta chỉ chấp nhận bằng lòng trong cái giai đoạn này nó như vậy, mà chúng ta không nghĩ tới cái điều chân thật, lý lẽ, tốt lành ở tương lai, thì coi như chúng ta là một người gọi là không phải là đệ tử Phật chân chánh. Cho nên đối với cái nhìn của Đạo Phật, nó dung nhiếp ba thời là một, nhưng mà một là ba. Khi chúng ta nói một điều gì đó, chúng ta luận giải một điều gì đó, hay chúng ta hành xử một điều gì đó, là coi như chúng ta phải biết cái hậu quả của nó về sau. Cho nên trên khế kinh nó nói câu là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sinh sợ quả. Vì không có cái quả nào nó không xuất phát từ mầm nhân của nó. Còn chúng sanh thì không. Chúng sanh thì cứ bằng lòng với cái quả. Quả vui thì cứ cho nó là vui. Quả khổ thì la làng. Mà không biết được là khi cái nhân ban đầu nó sẽ đưa tới cái quả gì ở về sau. Vì vậy mà giáo lý Đạo Phật, chúng tôi thường nhắc nhở các vị, nói đi nói lại chứ không rời hai cái việc là nhân duyên và nhân quả. Giáo lý nhân duyên, chân lý nhân quả, đó là hai cái điều mà không thể tách rời nhau. Cho nên ngày nay như tôi đã thưa với các vị là cái thời gọi là pháp nhược ma cường. Cái thời mà cái ma cường nó lấn áp cái pháp, cái chánh pháp. Nếu chúng ta không khéo thì coi như chúng ta không vượt qua nổi đâu. Không vượt qua nổi cái pháp nhược đó. Nếu chúng ta mà chỉ vì mình thôi đó, để cầu an, cầu toàn cho mình đó, thì coi như chúng ta sẽ bị cái dòng ma cường nó trói buộc. Còn nếu như chúng ta đối với cái trách nhiệm bổn phận của một người mà nghĩ tới cái sự tồn vong của đạo pháp thì lại nghĩ khác, lắm khi phải chịu hy sinh. Đạo Phật của chúng ta, đạo pháp của chúng ta không phải không đòi hỏi, không kỳ thị, không bạo động. Nhưng đòi hỏi cái hy sinh cái bản ngã, hy sinh cái ngã sở hữu là có khi cũng phải cần.
như chúng tôi ngày nay bị chửi chửi không không từ nang, ví dụ không phải bị chửi mà tôi buồn đâu. Bởi vì mình nói lẽ thật, mình nói chân lý, nói cái pháp nó đúng như vậy thì không có gì phải sợ. Bởi mình biết được cái thời đó là cái thời pháp nhược. Tuy nhiên thì tôi cũng cảm ơn chư huynh đệ là rất nhiều người gửi cho tôi cái lời động viên, cái lời cảm ơn tha thiết kể từ khi nắm bắt được, nghe được những cái bài giảng của tôi. Như vậy đối với cái hàng trí giả, chúng tôi biết rằng các vị đang âm thầm, đang ngấm ngầm có, đang thầm lặng có, hết lòng để bảo vệ cái chánh pháp. Như vậy thì tôi không có hà cớ gì mà tôi phải mai một, phải buông lung cái chánh pháp của Như Lai mà tôi không 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 dám nói ra. Vì vậy mà tôi nguyện, tôi cố gắng, còn hơi thở, còn sức khỏe, và chúng tôi không rời xa cái chân lý, nói cái chân lý, nói cái chánh pháp để cho các vị hữu duyên nghe mà ứng dụng thực hành. Thành ra tôi xin nhắc lại cho các vị, trần đời ngày nay, thế gian ngày nay, chúng ta đang sống trong một cái hoàn cảnh gọi là pháp nhược ma cường. Mà có một Phật tử nói một cái câu mà tôi thấy vui đó là: thưa thầy, là ngày nay trược nó hút trược, thanh nó hút thanh, nhưng mà trược nó nhiều quá cho nên nó mạnh. Thì đúng như vậy, pháp nhược ma cường, tất cả nó lẫn quẩn cũng vì một cái chữ danh lợi, hai chữ danh lợi đó mà con người làm cho cái đạo pháp hay là chánh pháp nó bị che mờ. Nhưng mà thật chất thì không bao giờ che mờ được đâu. Chân lý nó luôn luôn là chân lý. Lẽ thật nó là lẽ thật. Sở dĩ nó che mờ là che mờ đối với những người gọi là bị phiền não, bị tham vọng, bị mê mờ. Chứ còn đối với người mà có cái chiều hướng giác ngộ, tỉnh thức thì không thể che mờ họ được. Che mờ đối với những con người gọi là bị cái dòng lôi bộ cuốn của cái ngũ dục lục trần. Hôm nay chúng ta học cái chương gọi là pháp thân. Thật sự ra cái chữ pháp thân này đối với chư huynh đệ là nó không xa lạ, nếu đối với người xuất gia tu hành cũng như người Phật tử tại gia thế nào cũng có nghe cái danh từ này, từ pháp thân. Mà nhất là có bài là Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Pháp thân Tỳ Lô Giá Na gọi là biến nhất thiết xứ. Ông Phật này, ông Phật pháp thân. Một vị Phật thường thường đã là một người tỉnh thức giác ngộ là luôn luôn hiển bày ba thân, gọi là pháp thân, gọi là ứng hóa thân, gọi là báo thân. Mà cái chương này không nói về cái ứng hóa thân, không nói về báo thân, mà nói về pháp thân. Còn nói về ứng hóa thân, nói về báo thân là ý nói về cái nó liên quan nhiều tới cái vấn đề gọi là phần đoạn sinh tử. Còn tới đây là bắt đầu chúng ta xuyên suốt, chúng ta đặt nặng về vấn đề gọi là biến dịch bất tư nghì sinh tử. Cho nên các vị thấy á, học Phật á, nó càng ngày, nếu quý vị mà chịu học rồi, càng ngày nó càng càng mênh mông, càng càng sâu sắc, càng tuệ tri. Còn nếu như các vị mà không leo nổi thì coi như các vị lờ mờ và các vị chịu dừng lại giữa đoạn đường thôi. Bởi vì những cái
cái điều mà nếu như cái lời của Phật mà ai cũng tiếp nhận được thì giáo lý Phật không gọi là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Nếu mà những lời của bậc giác ngộ nói ra mà chúng sanh tiếp nhận hết một thứ, một chủng tánh, thì coi như là nó không còn gọi là vô thượng thậm thâm vi diệu nữa. Chúng sanh đa bệnh thì Phật Pháp nó mới đa vị. Chúng sanh đa nhiều cái phiền não nhiễm ô thì để đối trị cái phiền não nhiễm ô đó thì Phật Pháp phải có vô lượng pháp môn. Bởi vậy, cho nên nền giáo lý Phật chúng ta đừng bao giờ đứng một khía cạnh mà chúng ta cho đó là đúng thì khác nào như những ông mù rờ con voi. Mà nền giáo lý Phật, các vị phải biết rằng nó là vàng của con sư tử, là con sư tử vàng. Các vị nên nhớ là trong kinh tạng có thường diễn tả con sư tử vàng. Có nghĩa là con sư tử này phải từ đầu cho tới đuôi, từ trong tới ngoài, nó đều là thực chất của nó là vàng. Thì như vậy, yêu cầu lấy một cọng lông của con sư tử vàng đó, thì cùng với con mắt, cổ tai, cùng với tất cả những gì trong thân con sư tử thì cũng đều một thứ như nhau, gọi là vàng thì không có tạp chất. Cho nên trong kinh thường đem cái hình ảnh con sư tử vàng, sư tử vàng đây là ý nó là vàng thật đó nha, vàng ròng đó, làm chúng ta làm con sư tử bằng vàng. Thì như vậy toàn thân con sư tử, nếu các vị khẽ ở chỗ nào, các vị chắc ở chỗ nào, các vị lấy một miếng ra thì là vàng và toàn thân đều như nhau. Bởi vì chỉ có vàng quặng, cái vàng mà gọi là nguyên chất không tạp chất, đúc ra hình con sư tử thì toàn thân con sư tử phải như nhau. Kinh Phật cũng như vậy. Chứ ta không có thể rờ cái chân con voi mà nói con voi như cây cột đình, rờ lỗ tai con voi mà nói con voi như cái quạt, rờ cái đuôi con voi, nói con voi như cây chổi chàng. Đó là những ông mù rờ voi. Còn kinh Phật là phải cái người gọi là có chủng tánh Phật. Mà thật chất tất cả chúng ta ai cũng có khả năng có chủng tánh Phật hết. Nhưng mà tại sao chúng ta không nhận ra điều đó? Thật chất mỗi người chúng ta, tất cả chúng ta đều là con sư tử vàng hết, đều là pháp thân hết. Nhưng mà chúng ta không nhận ra điều đó, cho nên chúng ta cứ nghĩ thế này, nghĩ thế kia, nghĩ thế nọ, mà có càng suy nghĩ, càng trói buộc trong cái khổ đau, càng thể hiện cái ta, thì càng đi xa rời cái nền chân lý chánh thống của Đạo Phật. Cái ta đây, ngoài cái bản ngã tự cao tự đại của ta rồi đó, thì còn cái ta đây là danh vọng, là lợi dưỡng, là tiền bạc, là sắc đẹp, là chùa to Phật bự, là đất điền, là nhà cửa. Đó cũng là cái ta. Bởi vì cái ta đó luôn luôn nó đi liền với cái sở hữu của ta. Cho nên vì vậy mà cuộc đời của Như Lai Thế Tôn của ta đó, của bổn sư ta đó, hoàn toàn là suốt một quá trình hành đạo 45 năm của Ngài, 80 năm có mặt trên trần đời này, Như Lai không có cái ta và không có cái của ta. Cho nên vì vậy mà Như Lai mới trọn vẹn là một đấng Như Lai Thế Tôn. Trong khi đó Như Lai Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thừa khả năng để có cái ta đó chứ. Chưa đi xuất gia, chưa đi tu hành, chưa thành Phật quả, chưa trở về với Phật quả thì là một hoàng thái tử mà. Rồi cho khi thành Phật rồi thì bây giờ tất cả các vị vương đế, đại quốc có, tiểu quốc có,
Như Lai muốn cất bao nhiêu chùa không được. Mỗi một địa phương Như Lai đều cất chùa được đó chứ. Nhưng mà không hề. Bởi vì Như Lai biết rằng tất cả những cái gì trên trần thế này có được, đó là hiện tượng vạn hữu. Mà hiện tượng vạn hữu thì nó phải chi phối với cái định luật vô thường, và nó chịu mai một trong cái thời gian năm tháng. Cho nên cái điều Như Lai để lại là cái chân lý, cái đạo lý. Mà đạo lý chân lý này không gá nương cái hiện tượng vạn hữu, mà đạo lý chân lý này nó ở sâu, nó ở nơi cái bể mênh mông của cái lượng tâm thức của mọi chúng sinh. Cho nên cuộc đời hành đạo của Như Lai Thế Tôn đúng là một con người gọi là không có chỗ để mà mình cầm len, mình cơ hiềm được. Như Lai không hề lấy một cái pháp của thế gian mà Như Lai cho đó là minh chứng để lại cho Đạo Phật. Để lại cho nói rằng Như Lai xuất thế như vậy, như vậy, như vậy. Làm xong cái vai trò, cái trách nhiệm, cái bổn phận của một vị Phật, một vị Như Lai. Rồi thì cái báo thân Ngài vẫn cát bụi, trả về cát bụi. Mà cái điều mà Như Lai cần cho mọi người biết đó là pháp thân. Cho nên tôi nói cho các Phật tử, các huynh đệ ráng học đạo đi. Đời tôi coi như là vậy đó, hy sinh, tôi tự hào, tôi hy sinh. Hy sinh mà nói từ khi có Phật tử, nói riết không còn Phật tử nữa cũng phải nói. Nhưng mà nói chứ làm sao không còn. Ngày nay quá đông. Ngày nay coi như là các vị vô tình những cái mà như tôi nói là xì canh đồ của tôi vậy đó, để cố tình để cho Phật tử biết tới tôi để học đạo với tôi, mà học đạo với tôi không nghĩ rằng cái lợi cho mình nha. Tôi nói thật sự, cũng có lắm khi nghĩ đồ có Phật tử đông để mình được nhẹ nhàng một chút, để cho có người phụ lo lắng mình nhẹ nhàng một chút, có chứ không phải không có. Nhưng mà để mong rằng là có Phật tử đông để xây dựng cơ đồ, xây dựng sự nghiệp, xây dựng chùa chiền, xây dựng phe phái danh lợi là tôi không có nghĩ điều đó. Thật sự là tôi không nghĩ điều đó nha. Này tôi nói thật lòng của tôi. Còn sở dĩ tôi cũng mong có Phật tử đông thì để cho học đạo. Người ta đó thì một thầy tu thường hay giấu, gọi là bí mật. Với tôi thì không có bí mật gì hết. Tôi là cái người đệ tử của Phật. Phật đâu có gì bí mật. Mình cũng chẳng có gì gọi là bí mật. Đối với giáo pháp Phật không có gì bí mật. Đời sống của một tu sĩ cũng không có gì bí mật. Mình cứ việc bật mí đi. Bật mí. Chứ không có bí mật. Ai mà tu hành mà còn bí mật là coi như là còn gian dối, càng còn có bản ngã. Tôi thì tôi buồn, tôi nói tôi buồn, vui tôi nói tôi vui, thương nói thương, ghét nói ghét, để rồi làm sao cho nó đạt tới cái trạng thái không vui, không buồn, không thương, không ghét. Nó cần là cần cái đó. Chứ còn mọi việc khác là Như Lai Thế Tôn, nền giáo lý Như Thế Tôn không cần. Cần là cần chúng ta tu hành để trở về cái pháp thân Phật. Còn cái báo thân ai cũng như ai. Ai cũng phải sanh ra từ tinh cha huyết mẹ. Ai cũng phải sanh ra từ trẻ thơ, từ tiếng khóc ban đầu. Rồi coi như là nó trải qua cái giai đoạn sanh già bệnh chết đó. Còn cái hóa thân, cái hóa thân thì tùy theo phước đức nhân duyên hoàn cảnh là mình sinh ra chốn nào, mình sinh ra nơi nào. Nếu như nghiệp lực mình sâu nặng quá, tạo ác nhiều quá trong cái quá khứ rồi đó, thì mình sinh ra gặp cái nơi gọi là biên địa hạ tiện, gặp cái nơi chiến tranh liên miên, gặp cái nơi nghèo khổ đói khát, gặp cái nơi gọi là tam đồ bát nạn. Còn giá như mình có tạo phước lành ở trong quá khứ,
mình có làm những điều tươi tốt, mình có thương người cứu vật, mình có tạo những cái nhân lành, thì coi như mình sanh ra gặp cái nơi phồn hoa đô thị, mình gặp được bậc minh sư, mình nghe được cái tiếng chánh pháp, mình có người mình được đẹp đẽ lành lặn. Nó thực tế, nó rõ ràng, nó như vậy. Đó là nói hóa thân. Hóa thân của Phật Thích Ca Mâu Ni là sanh ra là một vị thái tử, một vị hoàng thái tử. Còn hóa thân của chúng ta, thí dụ sanh ra gặp cái một cái nơi nghèo khổ, gặp cái nơi thiếu kém, và cái nơi không có ánh sáng của chân lý, vân vân. Cho nên cái thọ dụng thân, tự thọ dụng thân, tha thọ dụng thân, là nói là cái báo thân và cái hóa thân. Còn nói pháp thân là cái bài mà chúng tôi muốn nói hôm nay. Xin đi vào phần chánh văn. Bạch Thế Tôn, nếu đối với vấn đề Như Lai Tạng bị trói buộc bởi vô lượng phiền não mà không nghi hoặc, thì đối với vấn đề pháp thân ra khỏi phiền não tạng cũng không nghi hoặc. Ở đây có danh từ gọi là Như Lai Tạng, mà tôi đã chia sẻ cái bài trước rồi, cái tựa đề là Như Lai Tạng đó. Như Lai Tạng hay Như Lai Tàng, có khi đọc là Địa Tạng, có khi đọc là Địa Tàng. Mà thực chất á, chữ viết nó là một. Chữ tạng hay tàng, chữ viết nó là một. Nhưng mà chữ tàng thì như tôi đã nói là hiểu cái nghĩa của nó là che, che đậy. Mà chữ tạng có nghĩa là cái kho. Thì hoàn cảnh nào chúng ta có thể dùng danh từ gọi là địa tạng? Hoàn cảnh nào chúng ta dùng địa tạng? Hoàn cảnh nào chúng ta dùng Như Lai Tạng? Hoàn cảnh nào chúng ta dùng Như Lai Tạng? Vì vậy mà cái chữ Như Lai Tạng nó có chia làm hai phần, đó là Như Lai Tại Triền và Như Lai Xuất Triền. Như Lai Tại Triền, Như Lai Tạng Tại Triền là Như Lai Tạng, Như Lai Tạng bị trói buộc bởi phiền não, bị kìm hãm, bị ràng rịch bởi phiền não thì gọi là Như Lai Tàng Tại Triền. Còn nếu nói Như Lai Tàng hay là Như Lai Tạng Xuất Triền là một khi dứt sạch phiền não, không còn bị phiền não bám níu nữa, thì đó là cái thứ Như Lai Tàng, mà Như Lai Tàng nó gọi là Xuất Triền. Dù chưa thấu suốt được Như Lai Tạng mà vẫn có niềm tin đối với Như Lai Tạng thì sẽ có niềm tin đối với pháp thân. Vậy thì Như Lai Tạng khác với pháp thân ở chỗ nào? Như Lai Tạng là pháp thân mà còn đang bị phiền não che đậy, cho nên gọi là Như Lai Tạng Tại Triền. Nhưng mà vô minh phiền não hết thì thể tướng và dụng của Như Lai hiển bày thì gọi là pháp thân, hay nói khác hơn là Như Lai Xuất Triền. Cho nên cái đoạn văn kinh đó là nếu đối với vấn đề Như Lai Tạng bị trói buộc bởi vô lượng phiền não mà không nghi hoặc, thì đối với vấn đề pháp thân ra khỏi phiền não cũng phải không nghi hoặc. Chúng tôi xin đọc tiếp phần chánh văn. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Như Lai Tạng và pháp thân Phật là cảnh giới bí mật chẳng thể nghĩ bàn của chư Phật, mà được tâm tối cùng, thì đối với nghĩa của hai thánh đế được nói đây có thể tin, có thể hiểu, có thể sanh thắng giải. Thế nào là nghĩa của hai thánh đế? Đó là hữu tác thánh đế và vô tác thánh đế. Tại sao thánh đế bây giờ trong kinh này nói có hai? Xưa nay như tôi đã trình bày cái bài trước á, xưa nay huynh đệ mình
đến với đạo Phật, học giáo lý đạo Phật là tất cả chúng ta học về gọi là cái hữu tác thánh đế, hay nói khác hơn là học cái sanh diệt tứ đế thôi. Còn tới cái thể kinh này, tới cái kinh Tạng Đại Thừa sâu sắc này á, thì mới đặt ra cái vấn đề gọi là vô tác thánh đế, hay còn gọi là vô tác tứ đế. Tuyệt vời lắm các vị ơi. Nhưng mà cái này đòi hỏi cái mai chúng ta hoạt động, đòi hỏi cái trí tuệ chúng ta phải cố gắng cho nó bừng sáng thì chúng ta nghe mấy này nó mới hay được. Còn không là các vị nãy giờ tôi nói các vị nghe các vị lờ mờ không biết gì hết trơn. Không phải tôi chê các vị không biết, nhưng mà các vị ngao ngán. Sao mà kinh Phật cái gì mà danh từ, thuật ngữ tùm lum hết, nghe không hiểu gì. Không hiểu là tại mình không có cái sự tìm hiểu, không có khả năng, chứ không phải là kinh Phật nó không hiểu. Đạo Phật là chân lý. Chân lý mà mình không hiểu chân lý là do mình, chứ không phải do Phật. Tôi xin giải bài. Lý của hai thánh đế đó là hữu tác thánh đế và vô tác thánh đế. Vì Như Lai Tạng khi còn che đậy nên tu hành dễ dứt phiền não trong tam giới thì gọi là hữu tác thánh đế. Còn tu hành để ý, để dứt cái ý sanh thân do vô minh trụ địa khởi thì gọi là vô tác thánh đế. Như vậy bây giờ tôi sẽ thích đây. Cái mà Như Lai Tạng của chúng ta mà nó bị che đó, mà để cho chúng ta có những cái thứ phiền não, những thứ khổ đau, những thứ nghi ngờ, những thứ ích kỷ, những thứ tham lam, mà gọi là phiền não trong tam giới đó, thì cái đó gọi là hữu tác thánh đế. Cho nên ta tu hành để ta đoạn trừ những cái mà gọi là tham sân si mạng nghi, những cái thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, những cái gọi là phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kêu vô tạm vô quý triệu cử không trầm giải đãi tán loạn bất phóng vật vân vân, bất chánh tri, những cái thứ đó chúng ta tu hành để chúng ta đoạn đó, bị nó bám chúng ta lâu ngày rồi. Vì vậy mà khi chúng ta đoạn được, chúng ta diệt được những thứ đó đó, chúng ta bằng lòng cái mà chúng ta gọi là niết bàn. Như vậy gọi là hữu tác thánh đế. Niết bàn là niết bàn có giới hạn, còn giới hạn. Còn đối với Bồ Tát, đối với Phật cũng là tu hành, nhưng mà dứt hết cái ý sanh thân, biết được cái vô minh trụ địa, không cho nó khởi nữa, coi như đã đoạn lìa hết, hoàn toàn viên mãn thì gọi là vô tác thánh đế. Tôi từ từ rồi tôi sẽ giải thích ở đoạn sau. Tiếp tục. Hữu tác thánh đế nghĩa là bốn thánh đế chưa viên mãn còn hạn lượng. Vì sao? Vì tha hộ trì nên chẳng thể biết được tất cả khổ, đoạn tất cả tập, chứng tất cả diệt, tu tất cả đạo, cho nên chẳng biết hữu vi, vô vi cho đến niết bàn. Hữu tác là còn có cái hình thức, còn có phương tiện tạo tác, phương tiện tạo tác để diệt trừ, cho nên gọi là hữu tác. Cho nên tác thánh đế là cái loại thánh đế có liên quan đến sự tạo tác chỉ cho bốn thánh đế của thinh văn. Sự tác ý này chỉ có tác dụng với phiền não thô, chứ không có tác dụng đối với phiền não vi tế. Còn tha hộ trì là sự hộ trì ở bên ngoài. Tha hộ trì vì còn thấy ngoài tâm có pháp, chưa thấu được cái lý duy tâm, cho nên còn thấy như có Phật, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để nương tựa, có niết bàn khác sanh tử để bước vào. Thấy như vậy là chưa thấy cội nguồn của khổ và tập. Vì chưa thấy được cội nguồn nhất tâm nên phần diệt chứng được chưa phải là rốt ráo, do đó phần tu đạo cũng chưa rốt ráo. Phần chánh văn Phật tiếp tục đây. Bởi vì sao? Vì không phải nhân cái khác mà có thể biết được tất cả khổ,
đoạn được tất cả tập, chứng được cố cánh diệt, tu được tất cả đạo. Cho nên thưa Thế Tôn, có cái sanh tử hữu vi, có cái sanh tử vô vi, niết bàn cũng vậy, có hữu dư niết bàn và có vô dư niết bàn. Sanh tử hữu vi là cái sanh tử của phần đoạn, ta thấy có tan rã hư hoại từng phần nên gọi là sanh tử hữu vi. Còn sanh tử vô vi là sanh tử của bậc thánh, từ sơ quả Tu Đà Hoàn cho tới tứ quả La Hán, rồi từ quả La Hán tiến đến Phật, hay là từ sơ địa đến thập địa, rồi đẳng giác, diệu giác thì gọi là sanh tử vô vi. Các vị nên nhớ trong kinh á, thường nhắc đến Niết Bàn, thì nó có hữu dư y Niết Bàn, vô dư Niết Bàn. Hữu dư Niết Bàn có nghĩa là chúng ta tu hành mà chúng ta đạt tới cái trạng thái tịch tỉnh vắng lặng, nhưng cái thân vẫn còn sống ở trong thế gian này. Cho vì vậy mà gọi chữ dư là thừa. Đạt đến Niết Bàn nhưng mà vẫn còn cái thân thừa trong thế gian. Nói tới đây để cho các vị xả stress một chút, các vị nhớ cái tuần cải lương mà phải gọi là gì, tiếng hò sông Hậu. Tiếng hò sông Hậu khi mà ông Hội Đồng Dư ông gọi ông thừa lên đó, có tên là nghệ sĩ Giang Châu đóng vai anh thừa đó. Hỏi này thừa, mày thừa đây là thừa gì mày? Mày thừa nước đục thả câu hay sao mày? Thì anh thừa nói, thưa ông Hội, chứ thừa là dư đó chứ. nhớ cái lúc đó mà anh chú Giang Châu chú nói, ông Hội Đồng Dư hỏi chứ thừa đây là thừa gì mày? Thừa đây là thừa nước đục thả câu hay thừa gì? Nó dạ không, thừa là dư đó chứ. Cho nên hữu dư niết bàn, dư là thừa đó. Thì ông Hội Đồng ông nói, tại sao mày dám nói cái, mày dịch cái tên dám nói cái tên của ông Hội. Hồi xưa thì tên của mấy ông Hội Đồng, mấy ông mà có cái địa vị trong xã hội là phải cử á, cử không được nói tên á. Rồi nói là dạ không, ông nội tôi ông tên Dư, mà suốt đời ông Dư không nổi, tới ba tôi thì tên đủ mà chẳng đủ bây giờ, bao giờ mà tới tôi tên thừa mà vẫn thiếu. Thì ông Hội Đồng ông ở đây có dư có thừa có đủ gì cũng kệ nội, kệ ông nội cha bay. Tôi nhớ cái câu trong cái tường tiếng hò sông Hậu, mày có dư có thừa có đủ gì cũng kệ mày, bởi vì anh thừa này anh lý luận coi như thừa là dư mà. Các vị ai cũng từng nghe qua cái tường tiếng hò sông Hậu, tôi nhớ cái đó. Ngày xưa thì sở dĩ nể cái Húy, nể cái tên Húy cho nên không có nói cái tên. Thí dụ như thời vua Ngô Thời Nhiệm thì dịch lại là Ngô Thì Nhậm gì đó, không có dám nói cái tên thật, cử cái Húy. Cho nên khi mà sau á thì anh thừa anh mới nói là anh dạy cái câu vọng cổ cho Ba Năng á, thì nói là ôi cái đường đời mà càng mà cường bước đi, tấm cương cường chua xót. Cái thành ra anh chơi mới nói, ủa tại sao mà cường bước đi, tấm cương cường chua xót? Thì anh thừa này mới nói, trời ơi, trong cái làng mình á nó có ông Phủ Can, mà nếu mà đọc chữ Can á là ông quýnh cho bò càng luôn. Rồi ở trong cái làng mình nó có Hội Đồng Cương gì đó mà dân dân, có nghĩa là ngày xưa nó cử cái tên của cái người lớn, của cái người có chức có địa vị trong xã hội. Cho nên ôi cái đường đài mà từng mà cường bước đi, tâm cương cường chua xót, cái lời của trong cái tuần tiếng hò sông Hậu. Rồi trở lại cái vấn đề bài học, nói chút cho các vị xả stress. Như vậy cái chữ hữu dư niết bàn, hữu dư niết bàn là cái trạng thái đạt đến tịch tỉnh vắng lặng nhưng mà thân vẫn còn sống trong thế gian này. Cũng như các vị tu hành cái đạo gọi là thinh văn đó, thì người ta ngao ngán cái cuộc trời này,
người ta ngao ngán sao mà nó khổ đủ thứ, nó khổ khổ bởi con mắt thấy, khổ bởi tai nghe, cho nên người ta cố tình người ta xa lánh, người ta tu để người ta tìm tới cái chỗ gọi là tịch tỉnh vắng lặng, dù là cái thân nó vẫn còn thế gian. Cho nên cái niết bàn đó thì gọi là hữu dư niết bàn, dư đạt đến niết bàn nhưng mà cái thân vẫn còn thừa trong thế gian. Còn vô dư niết bàn là đạt tới niết bàn tịch tịnh và thân này tịch diệt thì gọi là vô dư niết bàn. Nhưng mà hai cái này đó, hai cái quan niệm này, hai cái luận giải này đó là niết bàn của thinh văn. Vì có những người người ta tu hành, người ta đạt tới niết bàn, ta đoạn diệt cái phiền não, ta sống được cái tịch tịnh vắng lặng, nhưng mà thân người ta vẫn còn ở thế gian. Nhưng mà có những vị tu á, khi mà đạt tới cái trạng thái tịch tịnh vắng lặng rồi đó, là coi như người ta cho cái thân này nhập diệt luôn, thì gọi là vô dư, không còn lưu cái thân ở lại trần đời nữa. Có hiện bây giờ chúng ta biết ở Việt Nam chúng ta cũng có một số vị tu hành đạt tới trạng thái đó. Có những vị tu hành người ta vào non người ta ẩn tu, người ta vào hang động người ta ẩn tu, bây giờ còn nhiều lắm. Các vị, nước Việt Nam của chúng ta nó nhỏ bé nhưng mà nó không biết bao nhiêu chuyện mà xảy ra. Hiện bây giờ có những vị tu hành giàu là theo đạo Phật hay không theo đạo Phật, nhưng mà ta nắm bắt được cái ý người ta tu hành rồi đó, người ta vào hang người ta tu hành, vào trong cái những cái hang động đó, người ta quyết chí, người ta xa lìa, người ta đoạn dứt cái trần đời. Bởi vì ta cho là trần đời là khổ đau, là phiền lụy, bởi vì nghe nhiều, thấy nhiều, biết nhiều, hiểu nhiều, vân vân, cho nên người ta sợ lắm. Người ta vào hang động để người ta tu. Thì có người tu rồi thì người ta vẫn để cái thân này còn lại trên thế gian, mà người ta giữ cái thân này mà người ta cho đó là luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần. Người ta cho là cái thân người ta rắn chắc, cái ý tưởng người ta dũng mãnh, cho nên có khi người ta đạt tới một cái trình độ nhất định, một cái đạo nhất định rồi á, thì người ta trở ra cuộc đời mà ta nói chuyện mà mình nghe giống như có nhiều khi nói chuyện giống như là lưỡng tửng vậy đó. Có, nhưng mà không phải lưỡng tửng. Thí dụ như ngày xưa có những vị mà tu, người ta gọi là ông đạo điên, ông đạo khùng, ông đạo nằm, ông đạo, có nghĩa là những cái người đó họ đạt tới cái trạng thái đó, họ xa lìa được cuộc đời, họ nhìn đời bằng cái sự coi như là khinh bỉ đó. Họ đạt tới một cái trạng thái đó nhưng mà họ vẫn còn dư thừa cái bản thân, cái thân này, rồi họ đi họ hát nghêu ngao vậy đó, hát nghêu ngao, họ coi như là họ nhìn đời bằng sự khinh bỉ. Giống như tôi mới đọc ngày hôm qua, không biết cái câu chuyện này nó có thật không, mà tôi đọc tôi mắc cười. Mà tính là tôi nói ra không phải tôi nói để cho các vị cười, mà để các vị nói là thầy tu mà thầy đọc cái câu chuyện chế nhiễu. Nói về cái nhà thơ Bùi Giáng. Nhà thơ Bùi Giáng của Việt Nam mình, nó có thi sĩ Bùi Giáng. Ông này ổng thật sự ra là có những cái bài thơ của ổng nó tuyệt vời hơn cả các bài thơ của các người gọi là trí thức nữa cơ. Thậm chí ông ta, tôi nhớ có những cái năm mà tôi nghe các tôn túc kể lại, khi mà tôi ngồi ăn ở quán chay ở ngay đường Võ Thị Sáu á, tôi nghe nó là thi sĩ Bùi Giáng, mà tôi cứ nghĩ là đã là thi sĩ, đã nhà thơ rồi thì đâu vậy. Nhưng mà khi ngồi ăn nó thấy một cái ông mà ông mang cái túi rách rưới, ông râu ria ông tới, rồi ông thấy đi ngang cái chỗ mà gọt đu đủ đó, gọt cái ta bán đu đủ ngay đường Võ Thị Sáu, ngay chỗ gần viện Bách Tơ á, gọt đu đủ vậy, cái ta mấy cái đu đủ thúi á, cái ta gọt nên ta dục vô cái sọt rác, ông ta lợi lượm ăn rất là ngon lành. Tới thì ông ta đi rồi, tôi mới, ủa ông đó tội nghiệp ông quá vậy. Người ta mới, đó là Bùi Giáng. Trời ơi, tôi giật mình. Thì cái lúc đó mình hối hận, mình đâu có biết đâu, đâu biết ông này là thi sĩ Bùi Giáng, mình cũng còn cái tâm phân biệt. Nhưng mà nếu biết thi sĩ Bùi Giáng thì mình cũng phải có cái duyên để diện kiến, để thọ học ông ta, cho ông ta đi mất rồi thì mới nghe người ta nói đó là thi sĩ Bùi Giáng.
khi thi sĩ Bùi Giáng, ông Bùi Giáng đến cái chỗ mà nhà văn hóa, cái chỗ mà gọi là cái gì đó, xin lỗi tôi quên cái danh từ lâu, thì ông mới gặp hai nhà thơ. Một nhà thơ thì Thu Ba, tên là Thu Ba, một nhà thơ tên là Thu Bồn đó. Thì khi ông vào trong cái chỗ mà gọi là giống như gọi là cái nơi mà gọi là Hàn Lâm Viện đi, cái nơi mà để chuyên các cái nhà trí thức vào đó để soạn thảo, để thơ văn ấy mà. Thế thì thấy ông bước chân vào thì hai nhà thơ mới nói, ồ, thi sĩ Bùi Giáng nghe ông là một nhà thơ giỏi, ông gặp hai tụi tôi, ông đặt cho tụi tôi một câu thơ để đời chơi không? Để đặt cho tôi, cho đâu xuất khẩu thành thơ, nghe nói là danh bất hư truyền, coi như ông là xuất khẩu thành thơ. Ông đặt cho tôi cái bài thơ để đời đi ông. Thì ông mới hỏi tới hai người tên gì? Tôi thì Bùi Giáng đặt thơ lõm cỏm biết gì mà đặt, nếu có đặt thì đừng có cười nha. Thì bà kia nói tôi là nhà thơ Thu Ba, tôi là nhà văn Thu Bồn. Rồi ông nói nếu mà tôi đặt mà có sai đừng cười à, tôi ai nói cho tôi là khùng điên à. Thì hai người nói không, ông cứ đặt cho tôi bài thơ để đời. Ông nói Thu Ba lại với Thu Bồn. Thu Ba lại với Thu Bồn. Tôi nhớ mẹ mãi vậy đó. Thu Bồn thì lại sờ dai Thu Ba. Tại vì thấy hai người đang đứng tù ti tú tí mà ông nói Thu Ba lại với Thu Bồn, mà Thu Bồn thì lại sờ dai Thu Ba. Thế thì bà Thu Ba nói, đặt thơ gì mà kỳ, đặt thơ gì mà không dần, không điệu. Tự nhiên Thu Ba lại với Thu Bồn, mà Thu Bồn thì lại sờ dai Thu Ba. Thơ gì mà thơ đặt gì kỳ vậy mà ai cũng khen à, nói anh là xuất khẩu thành thơ, anh là coi như là số 1 trần đời mà đặt gì kỳ. Ông nói ồ thì tôi đã nói với cô rồi, tôi thì ai nói gì nói chứ tôi khả năng tôi nói rồi là tôi đặt vậy đó, tôi nói trên trời trên đất vậy đó. Thu Ba lại với Thu Bồn, mà Thu Bồn thì lại sờ dai Thu Ba. Thì bây giờ các vị hỏi coi các vị kiếm được cái chữ gì, các vị điền vô không? Bài thơ dĩ nhiên cái này là tôi nghĩ là nó có hay không có gì tôi không biết. Nhưng mà ý của cái việc mà đừng tưởng đâu là người ta là người ngu, người ta là người khùng. Cái khùng của ông Bùi Giáng, cái khùng của một số người tu đạt đạo khùng vậy đó. Cái khùng mà đặt bài thơ hai câu ra mà tôi đố ai mà tìm cái chữ gì mà để vô để cho nó có vần có điệu, gọi là gì đó, lục bát. Thu Ba lại với Thu Bồn, mà Thu Bồn thì lại sờ dai Thu Ba. Thì hỏi các vị, bây giờ các vị đặt cái chữ gì vô? Cái chữ gì mà nó đúng cái tâm trạng lúc đó hai người đang đứng để mà hẹn hò, để tâm sự, để mà vân vân và vân vân, mà lại là đang chơi móc, chơi lái, chơi xỏ ông nhà thơ Bùi Giáng này. À, nếu các vị đặt bậy vô thì đặt cái chữ gì mà cho là bậy thì do chính các vị bậy trước. Mà đặt cái chữ thanh thì tìm cái chữ gì thanh để đặt. Mà đặt cái chữ tục thì chính các vị tục, chứ ông Bùi Giáng đâu có đặt. Ông nói cứ muốn gì thì cứ lựa trên từ nào được đặt vô đi. Đặt vô mà cho nó đúng vần đúng điệu đi. Ý tôi nói với các vị đủ hiểu rồi chứ. Cho nên các vị nên nhớ á, đối với người trí, cái người đạt đạo, dầu là người ta chưa phải là đạt tới cái trạng thái giác ngộ giải thoát hoàn toàn, nhưng mà lời người ta nói ra nó ghê lắm. Ghê đây không phải là ghê sợ, nhưng mà nó có cái ý thâm sâu, nó có ý mà không bẻ được đâu. Tôi trở lại cái vấn đề gọi là vô dư niết bàn, là niết bàn tịch tỉnh, là thân này tịch diệt thì gọi là vô dư. Đó có nghĩa là hữu dư là những người tu mà đạt tới trạng thái tịch tỉnh vắng lặng, nhưng mà còn dư là cái thân dư thừa ở lại thế gian. Còn vô dư là những người tu mà đạt tới tịch tỉnh và làm cho cái thân này tịch diệt luôn thì gọi là vô dư. Đó là niết bàn của thinh văn. Còn ngược lại, bây giờ trong kinh này thì cũng có hai chữ hữu dư và vô dư. Như vậy trong kinh này cũng có hữu dư và vô dư, thì hữu dư như thế nào và vô dư như thế nào?
Hữu dư ở kinh này là chỉ cho niết bàn của hàng nhị thừa, hay nó là niết bàn của hàng thinh văn và duyên giác. Còn thừa mà thừa cái gì? Còn thừa là cái gọi là vô minh trụ địa, tức là còn cái phiền não ngấm ngầm, còn cái sanh tử biến dịch chưa phải hết trọn vẹn, thì gọi là hữu dư niết bàn của hàng thinh văn duyên giác. Còn vô dư niết bàn ở kinh này là chỉ cho Phật quả hoàn toàn hết sạch cái phiền não của vô minh trụ địa, không còn sanh tử của biến dịch, thì gọi là vô dư. Như vậy cũng đồng thời cái danh từ hữu dư, danh từ vô dư, nhưng mà đối với niết bàn của hàng thinh văn, hàng duyên giác, thì hữu dư vô dư là quan niệm định nghĩa cách khác. Còn đồng thời cũng là hữu dư, cũng là vô dư, nhưng mà đối với kinh Tạng Đại Thừa này thì lại là nó cao tột cái cách khác. Nói cho nên các vị thấy càng đi vào cái giáo điển kinh là các vị thấy nó nhức đầu lắm, chứ không phải dễ. Nhức đầu lắm. Mà cái này mà nếu như tôi mà cứ ngồi mà tôi lải nhải mà tôi cứ nói cái ngữ nghĩa không á, thì coi như các vị coi như là ngán liền. Thì có khi tôi cũng phải mượn câu chuyện này, chuyện kia, chuyện đời tôi đưa vô để cho các vị nó đỡ ngán. Mà đó là cái cách sư phạm, cách sư phạm của người giảng Đại Thừa. Nhưng mà có ông thầy, tôi nói ông thầy Thượng Tọa mà ba chữ T đâu có biết. Không biết, tại đi học bên Ấn Độ, học mấy cái kiểu Nikaya, học mấy kiểu từ chương á mà. Rồi cứ nói là giảng gì mà lâu lâu cái chen vô cái đời, không có nói gì giáo lý. Đó là cái nguyên nhân là cái anh này ảnh không có học căn bản. Không có học căn bản, không có học danh số Phật học, pháp số Phật học. Hồi nhỏ làm biếng, rồi cũng học cho qua ngày đoạn tháng, học ba cái Buddha, Buddhist, cho nên rồi được đi qua tới Ấn Độ học, rồi có bằng tiến sĩ Ấn Độ, cho nên nó mất cái thăng bằng ban đầu rồi. Đại đa số những vị tu sĩ Phật giáo học tại Ấn Độ, nếu như cái người mà có học căn bản từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng ở Việt Nam á, thì đi qua Ấn Độ á, thì nó có cái vốn căn bản, nó có cái nền móng rồi, thì học thêm giáo lý ở bên đó nữa, kết hợp để thực nghiệm minh chứng Đức Phật xuất thân từ đó thì trở về làm việc nó có hữu ích. Còn như mất cái căn bản, mất cái thế đứng, mất cái nền tảng giáo lý của tại nơi quốc nội, mà được cái duyên, mà được cái cấp bằng, được cái gì đó mà đi qua Ấn Độ về học, là khi học xong có bằng tiến sĩ mà toàn là nói trên trời không. Dầu rằng nói kinh á, nói kinh á, nói y như kinh á, nhưng mà nói không ra được cái ngữ nghĩa. Rồi trở thành sân si khi mà nghe ai đó hơn mình, ai đó coi như là được tín đồ nghe hơn mình. Tôi thấy cái ông Thượng Tọa đó, ông nói, nhưng mà thật sự tôi nhìn kỹ lại mình không phải mình hơn thua. Thấy một cái bài giảng của ông có vài người share thôi, vài người chia sẻ, rồi có vài chục người view gọi là nghe thôi. Đôi khi bài của tôi giảng bây giờ mình nói phải là hơn thua, thì tôi cũng kêu gọi sự chia sẻ, tôi có kêu gọi. Nhưng mà không kêu gọi thì các vị cũng chia sẻ. Tôi rất cảm ơn cái cuộc đời nó đã nhồi nhét cho tôi và để cho tôi có một cái thế đứng mà tôi vững chãi. Cho nên như tôi nói ngày hôm qua đó, là tôi phải tạo cho tôi có một cái tin hot, cái scandal, để mà ngày nay tôi có gọi là đứng trên thương trường để giảng dạy giáo lý. Mà ngày nay coi như là hàng khối người nghe là tôi mừng lắm. Tôi nghĩ đó là một cái dịp để tôi đền ơn Tam Bảo. Tôi cũng cảm ơn những người mà đã hết lòng, hết lòng coi như là dìu dắt cùng hy sinh với tôi trong những cái giai đoạn vô cùng khó khăn, để mà ngày hôm nay tôi có một cái thế đứng. Dầu rằng ngày mai tôi có thể chết đi, nhưng mà ngày nay tôi vẫn còn cái tiếng nói, và vẫn còn bao nhiêu bộ kinh trên
trên trên trên cái gọi là phi vật thể này vẫn còn. Nhiều khi ngồi nghĩ lại cuộc đời tôi có lắm khi nó cũng buồn chứ, tôi cũng còn là con người. Nhưng mà rồi nghĩ lại mình cũng đã làm hết sức mình rồi, mình cảm thấy mình an, mình vui rồi. Vui là mình đã đóng góp được những gì mình được học, được tư duy rồi. Còn cái chuyện mà ngay cả Như Lai Thế Tôn kia cũng còn có người bị khinh bỉ, có người bị chê bai, có người chỉ trích, có người là cho ngài là tà đạo, chứ đừng nói chi mình. Mình là cái thứ gì so lại Như Lai Thế Tôn đâu mà mình phải lo âu, phải sợ hãi. Nếu như mình còn lo âu, còn sợ hãi, còn khổ đau, còn phiền não là mình còn bị ma quân nó chi phối. Vì vậy mà tôi cũng có lời khuyên với tất cả chư huynh đệ, vượt qua, phải chuyên cần vượt qua, tinh tấn vượt qua, mà phải truy tìm chân lý. Khi mà chúng ta giác ngộ, chúng ta hiểu được chân lý rồi, chúng ta sống một cuộc đời nó bình lặng, giống như tu mà không tu gì hết. Còn nếu như chúng ta chưa tìm được chân lý, chúng ta chưa thấy được hướng đi rồi, nó khổ lắm các vị. Cứ nay phải đi chùa này, mai phải đi cầu chùa nọ, mốt phải đi tìm Phật ở non này, bữa nọ phải tu tìm Phật ở núi kia. Thật chất Phật không ở trên non, Phật không trên núi, Phật không ở trong chùa, mà Pháp giới tàn thân. Như Lai là Như Lai tàn, Như Lai Pháp tàn thân là Pháp thân tàn thân, nơi nào cũng có. Hay lắm. Ý nghĩa của Lý Thánh Đế Vô Tát là ý nghĩa của Tứ Thánh Đế không hạn lượng. Bởi vì sao? Vì có thể dùng sức chính mình biết được tất cả thọ khổ, hoại được tất cả thọ tập, cứu cánh được thọ diệt, tu được tất cả thọ diệt đạo. Như vậy có 8 thánh đế mà Như Lai chỉ nói 4 thánh đế, ý nghĩa của 4 thánh đế Vô Tát ấy chỉ Như Lai ứng chánh đẳng giác là được kết quả cứu cánh, chứ không phải kết quả cứu cánh của A-la-hán và Bích Chi Phật. Có 8 thánh đế. Cũng đồng thời khổ tập diệt đạo là 4, nhưng mà khổ tập diệt đạo của Thinh Văn Duyên Giác mà Như Lai nói ở nơi cái vườn Nai á, ở nơi cái vườn Lộc Uyển, mà khi Như Lai vừa thành tựu một vị Phật, Như Lai trở về nói cho 4 anh em, có cho 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người đồng tu nữa đó. Thì như vậy cái Như Lai nói cái thánh đế đó nó có 4 à. 4 là khổ tập diệt đạo, gọi là sanh diệt tứ đế thôi. Nhưng mà còn 4 cái thứ gọi là Vô Tát tứ đế, chỉ có Như Lai ứng chánh đẳng giác mới được kết quả cứu cánh, chứ không phải kết quả cứu cánh của A-la-hán và Bích Chi Phật. Do căn tiếp xúc với trần cho nên chúng ta có sự thọ lãnh, cho nên trong kinh có dùng cái chữ là thọ. Vì có thể dùng sức mình biết được tất cả thọ khổ, hoại được tất cả thọ tập, có chữ thọ. Nếu như không có thọ lãnh thì không có đau khổ. Vậy tất cả những đau khổ đều từ cái sự thọ lãnh mà có. Cho nên tu là đoạn tất cả thọ mà do huân tập. Tóm lại, Tứ Thánh Đế mà trong kinh này nói là hai gọi là Hữu Tát và Vô Tát. Hữu Tát là trong cái giới hạn của hàng Thinh Văn Duyên Giác, hàng Nhị Thừa đó, chứng được mà chưa hoàn toàn viên mãn, cho nên gọi là Niết Bàn Hữu Dư. Còn Vô Tát Thánh Đế là viên mãn rốt ráo, đây là dành cho Phật, Bồ Tát và Phật, thấu triệt sự khổ, nên đoạn tất cả không hạn lượng để đạt đến cứu cánh. Còn một đoạn nữa chúng ta cho hết luôn nha. Bởi vì sao? Vì không phải có ba pháp thượng, hạ, trung, thượng riêng biệt được Niết Bàn. Thật ra Niết Bàn không có cái bậc nào hết. Mà sở dĩ Đức Phật nói Niết Bàn có ba, có thượng, trung, hạ đó là vì phương tiện. Cũng như thí dụ như chúng ta nghe cái Tịnh Độ Tông á, phân biệt làm cái cõi Tây Phương Cực Lạc nó có ba bậc. Ba bậc gọi là thượng phẩm, thượng sanh, trung phẩm, trung sanh, hạ phẩm, hạ sanh đó. Rồi từ cái thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm đó mới chia ra mỗi thứ nó có ba nữa, thành ra gọi là chính bậc, gọi là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu đó.
Thật sự ra ở Tây Phương Cực Lạc, ở cái nơi mà hoàn toàn là vui rồi đó, nó không có các điều khổ thì không có cái gì gọi là thượng trung hạ hết. Nhưng mà sở dĩ nó có chính phẩm của phẩm liên hoa, hay nó có chính bậc hay ba bậc, đó là phương tiện. Ở cõi Tây Phương đó là thượng phẩm thì có thượng thượng, trung thượng, thượng trung và thượng hạ. Trung phẩm thì có trung thượng, trung trung, trung hạ. Hạ phẩm thì có hạ thượng, hạ trung, hạ hạ. Đó là phương tiện. Như vậy ở đây nói có ba pháp thượng trung hạ dành cho Niết Bàn, đó là phương tiện của Như Lai. Vậy thì hạ Niết Bàn là A-La-Hớn, trung Niết Bàn là Duyên Giác, và thượng Niết Bàn là Bồ-Tát Phật. Đó là phương tiện. Bởi vì sao? Như Lai ứng chánh đẳng giác đạt đến kết quả cứu cánh đối với ý nghĩa của bốn thánh đế vô tác. Vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác biết tất cả khổ vị lai, đoạn tất cả phiền não, để nhiếp thọ tất cả tập, diệt tất cả ý sanh thân, trừ tất cả khổ diệt mà chứng được. Bạch Thế Tôn, không phải như hoại pháp nên gọi là khổ diệt. Nói khổ diệt là nói vô tác, vô thủy, vô khởi, vô tận, ly tận, thường trú, tự tánh thanh tịnh, lìa tất cả phiền não tạng. Cái đoạn này là đoạn cuối cùng đó. Thường nghe nói muốn hết khổ thì phải phá hoại hết cái phiền não vô minh, phải không? Nhưng mà kinh này nói muốn hết khổ thì không phải phá hoại phiền não vô minh. Là tại sao vậy? Vì mặt trăng, các vị thấy mặt trăng đêm rằm, nó bị mây che, hay là cái tấm gương mờ vì bụi bám. Vậy thì mặt trăng kia nó không có vốn, không có tối. Mặt trăng nó luôn vằn vặt, nó sáng vằn vặt. Nhưng mà mây che cho nên nó tối, thì ta tưởng đâu trăng nó mờ. Chứ còn trăng không có mờ. Trăng nó luôn vằn vặt, nó hiện hữu với không gian vô tận, thời gian vô cùng. Trăng nó không có mờ. Nhưng mà do che, do mình đứng ở dưới, mình thấy cái lớp mây nó che, thì mình được nói, ồ bữa nay trăng mờ, chứ trăng làm sao có mờ. Tôi thường đi máy bay vào ban đêm. Những ai mà đi máy bay vào ban đêm á, các vị thấy bay lên trên cao rồi đó, trời ơi, ánh trăng nó vằn vặt, nó sáng rực rỡ. Bay qua khỏi cái tầng mây xám đó, tầng mây che đó, thì không bao giờ thấy được ánh trăng mờ. Còn sở dĩ mình đứng ở dưới mặt đất, bữa nay sở dĩ giông, bởi sở dĩ mưa, sở dĩ mây mù, nó che mặt trăng thì mình nó trăng mờ, chứ trăng không có mờ. Do mây che rồi mình tưởng trăng mờ, đó là tưởng. Trăng không mờ, cũng như gương. Gương nó không có lu. Thường thường ta nói gương lu vì bụi, chứ gương đâu có lu. Do bụi bám lâu ngày cho nên tấm gương ta tưởng đâu gương mờ, gương lu. Nhưng mà mình lao bụi thì gương nó hiển lộ, nó sáng. Bởi vì gương kia nó luôn luôn hiện hữu, nó như vậy là nó như vậy. Trăng kia nó như vậy là nó như vậy. Không có trăng mờ, không có gương lu. Trăng mờ là do mình thấy mây che, mình tưởng trăng mờ. Gương lu là thấy bụi bám, tưởng đâu gương mờ, gương lu, chứ không có. Trăng lúc nào cũng hiện hữu, gương lúc nào cũng trong sáng tràn đầy. Thưa Thế Tôn, đối với phiền não nhiều hơn số cát sông Hằng, không ly, không thoát, không khác mà thành tựu được Phật Pháp, không thể nghĩ bàn, đó là Như Lai Pháp Thân. Thưa Thế Tôn, cái Như Lai Pháp Thân không ly phiền não tạng, đó gọi là Như Lai Tạng. Nếu như mình nói là tu để thành Phật, thì khác nào nói lao bụi cho gương sáng, như vậy tu để hết phiền não, ví như lao gương để hết bụi hay sao? Đó, như vậy thì các vị nhớ là mình tu, mình nói là tu để thành Phật, thì khác nào mình nói là lao gương để lao bụi cho gương sáng, dẹp dán mây để cho trăng sáng, không có. Như vậy tu là để hiển lộ cái Phật tánh của mình, nó được xuất hiện, mà cái Phật tánh nó luôn luôn có sẵn ở trong mỗi chúng ta. Thôi hết giờ rồi, chúng ta dừng tại đây.
Như vậy tới thứ năm mình mới tiếp tục học cái kinh này tiếp nha. Các vị nhớ, học kinh Tạng Đại Thừa rất là khó, khó nắm bắt liền, cho nên các huynh đệ ráng cố gắng nghe đi nghe lại. Mà nếu như các vị nắm bắt được rồi đó, giống như các vị cầm được cái chìa khóa rồi đó, các vị mở cái cửa, cái cạch một cái, đúng chìa của nó mở ra một cái là toàn thể Tam Tạng giáo điển ở trong cái kho tàng bấy lâu nay các vị mở được hết. Đó là cái điều mà tôi xin chia sẻ các vị. Kính chúc các vị luôn luôn sống an lành trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.